Có một vấn đề mà các bạn mới bắt đầu nuôi hamster, khi mà các bạn mới mua các bé hamster này về, các bạn mua đúng ngay dòng Winter Wild nhưng mà các bé hamster đó lại không hiền, thậm chí là các bạn không thể nào mà bắt các bé lên tay chơi được. Vì khi bắt lên chơi thì các bé hamster đó lại cắn các bạn, thậm chí là cắn đến chảy máu luôn. Thì đó là câu hỏi mà các bạn thường xuyên hỏi mình, không biết các bé hamster có bị gì hay không, hay là nó bị stress hay là không. Thì trong video này mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn để các bạn kiểm tra lại xem là đã mua đúng dòng hamster hay là chưa nha. Đầu tiên thì các bạn phải phân biệt rõ giúp mình là hiện tại trên thị trường sẽ có 3 dòng hamster và các bạn phải phân biệt được, nếu không thì các bạn sẽ rất là dễ mua nhầm các dòng hamster khác không như ý các bạn mong muốn. Các dòng hamster sẽ bao gồm, đầu tiên là dòng hamster bia. Đây là dòng hamster với cái kích thước to nhất và các bạn có thể dễ phân biệt nhất. Tiếp theo là dòng hamster Winter Wild. Như trong video mình quay cho các bạn xem thì những bé này là đều là các bé hamster Winter Wild. Thứ ba là dòng hamster Campbell. Thứ tư là dòng hamster Robo. Robo thì giá nó sẽ là cao nhất. Giá của trung bình của một bé robo là khoảng 80 đến 100 mấy chục ngàn. Và thậm chí là có những bé màu lai hoặc là những bé màu nhập khẩu sẽ có giá khoảng 500 ngàn trở lên một bé. Và đặc biệt trong 3 dòng hamster này thì các bạn lưu ý giúp mình là dòng hamster Campbell. Thì đa số các bé thuộc dòng hamster Campbell thì tính tình của nó sẽ rất là hung dữ và thậm chí là các bạn không thể nào bắt nó lên tay chơi được. Vì khi mà các bạn bắt nó thì nó sẽ cắn các bạn rất là đau. Và khó hơn cho những bạn nào mà mới bắt đầu nuôi thì các bạn sẽ rất là khó phân biệt với dòng hamster Winter Wild và hamster Campbell. Vì hai dòng hamster này kích thước nó giống nhau và thậm chí là nó sẽ có màu giống nhau nữa. Và trên kênh của mình đã có làm riêng một chiếc video để mà phân biệt giữa hai dòng hamster này rồi. Và nếu như được thì mình sẽ làm thêm một video nữa để mà các bạn xem và tham khảo để phân biệt rõ hơn nha. Rồi, sau khi mà các bạn đã phân biệt giúp mình được tất cả các dòng hamster rồi thì các bạn phải xác định giúp mình là người bán hamster cho các bạn đã đưa cho các bạn đúng dòng hamster mà các bạn mong muốn hay chưa. Vì mình thấy hiện tại có rất là nhiều người bán không phân biệt rõ giữa các dòng hamster, đặc biệt là dòng hamster Winter Wild và dòng hamster Campbell. Thường là các cô các chú bán ở ngoài trường học sẽ thu những bé hamster giá rẻ về và bán lại cho các bạn với mức chi phí thấp nhất. Thì các bé hamster giá rẻ đa số là những dòng hamster Campbell thì giá nó là sẽ rẻ nhất nha các bạn. Vì vậy khi nuôi hamster thì các bạn phải lựa chọn một shop nào uy tín và có chuyên môn một tí về các bé hamster này để mà cung cấp cho các bạn những bé hamster đúng dòng và có sức khỏe tốt nhất nha. Và sau khi mà các bạn đã xác định chính xác bé hamster của các bạn là dòng hamster hiền rồi nhưng mà bé hamster của bạn vẫn hung dữ thì các bạn sẽ xét về trường hợp thứ hai nha. Trường hợp thứ hai là do tính tình của bé hamster nhà bạn nó hung dữ. Thì hamster cũng giống như chúng ta thôi, mỗi con nó sẽ có mỗi tính khác nhau, có con tính hung dữ và có con tính hiền. Tuy là các bạn nuôi đúng dòng hamster Winter Wild hoặc là hamster bia hoặc là robo thì thường là 3 dòng hamster này đa số là các bé hamster nó sẽ hiền, nhưng mà cũng sẽ có những con tính nó hung dữ nha các bạn. Và nếu như mà bé hamster nhà bạn không nằm trong hai trường hợp trên thì có thể là bé hamster nhà bạn nó đang mang bầu. Thì thường là các bé hamster đang mang bầu thì tính tình nó sẽ hung dữ hơn, để mà sau này nó sinh con ra thì nó sẽ có khả năng bảo vệ con. Và đó là ba yếu tố mà các bạn cần xem lại nếu như bé hamster nhà bạn tính tình nó hung dữ và các bạn không thể nào mà bắt nó lên tay chơi được. Hy vọng chiếc video này sẽ giúp các bạn có thêm được thông tin về các bé hamster và nuôi hamster tốt hơn nha. Rồi, video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và xin chúc các bạn có một ngày tốt lành. Thank you.